Hai thanh niên áo trắng này là Trịnh Công Thức và Nguyễn Sĩ Hùng cùng 22 tuổi. Tuổi trẻ thường sai lầm và sắp tới đây, cả hai người sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ về bản thân vì những hành động bùng bột của mình. Ngày 16 tháng 3 năm 2019, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố tạm giam Thức và Hùng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào rạng sáng ngày 11 tháng 3, tại chốt kiểm soát chung cư Hoàng Anh Gia Lai, quận Thanh Khê, Thức chạy xe máy Yamaha Exciter lao vào tổ công tác số 1 thuộc lực lượng 911 Công an Đà Nẵng. Hùng ngồi sau ném gạch vào đại úy Trần Long Thành rồi phóng chạy. Lực lượng 911 dùng mô tô truy đuổi, chặn đầu nhưng thức vẫn đâm xe máy vào mô tô, còn Hùng ném gạch tiếp vào lực lượng. Cả hai vứt xe chạy bộ nhưng ngay lập tức bị khống chế. Theo khai nhận, khoảng một tiếng trước đó, cả hai đã bị chốt kiểm soát này dừng kiểm tra vì xe không có kính chiếu hậu bằng lái có nồng độ cồn. Mặc dù chỉ bị nhắc nhở và cho đi, nhưng cả hai vẫn bực tức nên nhặt gạch quay lại trả thù.